Nếu quý vị và các bạn muốn tìm hiểu sơ bộ về Ralf Rangnick, hãy tìm đến chuyên mục Góc nhìn sân cỏ của K Cộng Sports để đón xem số gần nhất đã được tác giả Ilfer chắp bút. Còn trong số thứ 2 trong chuyên mục phân tích chiến thuật của kênh Random Football, chúng tôi sẽ chỉ nhắc đến khía cạnh chiến thuật chuyên môn thông qua sự tìm hiểu trên các trang báo, vì từ lâu chiến lược gia sinh năm 1958 đã không còn dẫn dắt một đội bóng đúng nghĩa. Trong quá trình phân tích, chúng tôi sẽ tiết lộ một số nguyên tắc của huấn luyện viên Ralf Rangnick trong hai giai đoạn tấn công và phòng thủ. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ giải thích công của cách mạng hóa tư duy của Bundesliga về chiến thuật và các giai đoạn chuyển giao nói riêng. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ tác giả Ilfer, dựng phim Jean và bình luận viên Cú Tuấn. Phần thứ nhất, hệ thống chiến thuật và sơ đồ đội hình. Theo TotalFootballAnalysis.com, huấn luyện viên Ralf Rangnick là một người rất linh hoạt trong việc sử dụng sơ đồ chiến thuật khi thi đấu. Ông thường chọn cách triển khai hệ thống 4-4-2 với biến thể 4-2-2-2 và dạng sơ đồ này tương đồng những gì Thomas Tuchel đã áp dụng trong thời kỳ cuối cùng tại Paris Saint-Germain, đó là đội hình sở hữu hai tiền vệ tấn công để hỗ trợ cho hai tiền đạo chơi cao nhất. Bên cạnh đó, một biến thể tiếp theo của hệ thống 4 hậu vệ mà ông sử dụng là 4-4-2 hay 4-1-2-1-2 kim cương. Sơ đồ kiểu đó từng xuất hiện dưới thời Ole Gunnar Solskjaer tại Manchester United ở mùa giải 2020-21. Nhưng sơ đồ là một chuyện, trong khi tư duy thi đấu lại nằm ở khía cạnh khác. Tại đây, chúng tôi đang so sánh về sơ đồ chiến thuật, chứ chưa phải là tư duy chiến thuật. Trong thời gian gần nhất làm việc với vai trò huấn luyện tại RB Leipzig, chiến lược gia sinh năm 1958 đôi khi lấy 3-5-2 để áp dụng cho các học trò. Về cơ bản, hệ thống 3 hậu vệ, tiếng Anh là 3 at the back, cũng chỉ là biến thể sơ đồ. Nhưng cách chơi này sẽ có thêm một tiền vệ trung tâm và vẫn sở hữu hai tiền vệ khác trong vai trò số 8. Tam giác ngược này cho phép hai người nhô cao đảm trách tấn công và người lùi sâu thì có nhiệm vụ phòng ngự. Thứ hai, phong cách triển khai gây áp lực pressing. Lấy cảm hứng từ Arrigo Sacchi của AC Milan trong thế kỷ trước, Ralf Rangnick đã thực hiện một cuộc cách mạng về tư duy gây áp lực ở Bundesliga. Khi bị mất bóng, các đội bóng của chiến lược gia người Đức luôn yêu thích dồn ép đối phương ngay lập tức, tương đồng cách pressing của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp và quy tắc 5 giây của Pep Guardiola đối với các đội bóng mà ông dẫn dắt. Chúng tôi có một bài tập đơn giản, bạn chơi bóng như một trò chơi và khi mất bóng, hãy phản ứng, nếu không thể thu hồi, hãy lùi xuống. Trong 2 tháng đầu của mùa giải 2016-17, buổi tập nào cũng diễn ra như vậy. Nên nhớ, Man City để lọt lưới rất nhiều trong mùa đầu tiên của Pep. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về điều đó. Tại Anh, chiến thuật phòng ngự của Pep được giới chuyên môn gọi là quy tắc 5 giây. Ý nghĩa của nó là sau khi mất bóng, đội có 5 giây để lấy lại. Nếu không thành công, điều cần làm là phạm lỗi một cách khéo léo và lùi xuống. Quay lại vấn đề đang bàn luận. Mục đích của tư duy gây áp lực chỉ đơn thuần là giành lại bóng nhanh nhất có thể, sau đó khai thác sự xô lệch đội hình của đối phương để phản công ngược. Các hành động pressing để cướp lại quyền kiểm soát được người ta gọi với một thuật ngữ quen thuộc, đó là thu hồi bóng, tức là một tình huống bạn để mất bóng nhưng có thể giành lại nó ngay trong tình huống kế tiếp. Theo TotalFootballAnalysis.com, huấn luyện viên Ralf Rangnick luôn muốn tạo ra lợi thế về mặt quân số trong mọi tình huống. Khi phòng ngự, các cầu thủ cần dẫn dụ người kiểm soát trái bóng vào cạm bẫy theo một hình tròn được bao vây bởi chính họ và không có được phương án chuyển đi theo như mô tả. Ban đầu, họ sẽ chặn hết các hướng chuyền bóng tiềm năng và cố tình để bóng có cơ hội vào chân tiền vệ trung tâm. Sau đó sẽ tiếp tục lao vào cắn xé con mồi cho đến khi giành được bóng hoặc phạm lỗi. Còn khi tấn công, cũng như Pep Guardiola hay bất cứ huấn luyện viên nào theo đuổi triết lý định hướng vị trí, đội bóng sẽ luôn tạo ra lợi thế quân số để dễ dàng luân chuyển bóng nhịp nhàng. Ví dụ, khi bóng ở chân thủ môn, đa phần đối phương thường sẽ chỉ dám dâng tối đa 4 cầu thủ lên để gây áp lực. Trong khi nếu đưa cả thủ môn vào cuộc chơi, đội bóng của Ralf Rangnick sẽ có đến 5 người trong mê cung chuyền bóng. Trong một hình thái gây áp lực khác khi mất bóng, Ralf Rangnick chủ động chỉ đạo các học trò áp sát hàng thủ đối phương như sau. Khi đội màu trắng có bóng, đội màu đỏ do Rangnick chỉ đạo sẽ có vị trí đứng đủ tốt để khiến đối thủ khó đưa lên trên mà phải nghĩ đến việc chuyền ngang. Khi trung vệ thứ nhất truyền cho trung vệ thứ hai, ngay lập tức tiền đạo cánh bên đội đỏ sẽ áp sát để bóng không có cơ hội tiếp tục luân chuyển sang trái và buộc đội hình đối phương bị dồn về một phía. Điều này khiến đối phương gần như chỉ còn biết truyền dài hoặc truyền sai vì rơi vào thế bí. Trong hình thái tiếp theo khi đối phương bắt đầu với bóng trong chân từ phần sân nhà,
đội của Ralf Rangnick sẽ sử dụng hệ thống gây áp lực khôn khéo. Họ muốn dồn quả bóng ra biên thay vì trung lộ, nhưng sẽ dùng số đông cầu thủ đứng ở các vị trí trọng yếu khiến đối phương bối rối, thay vì lao vào áp sát như tình huống cần thu hồi bóng như đã nói ở phần trước. Cách chơi này, bạn có thể gặp ở Southampton dưới thời Ralf Hasenhüttl, mà điển hình chính là trận hòa 1-1 trước Manchester United hồi đầu mùa, và hình ảnh đang xuất hiện có thể phát ra tiếng khóc của người hâm mộ Quỷ Đỏ. Phần thứ hai, giai đoạn phản công. Tư tưởng của Ralf Rangnick trong việc luân chuyển bóng là chỉ tiến lên, không chuyền ngang vì nó sẽ làm lãng phí thời gian. Nếu như Pep Guardiola có quy tắc 5 giây để giành lại bóng, Ralf Rangnick cũng có quy tắc 10 giây để kết thúc một pha phản công, và điều này tương đồng với chiến thuật chuyển trạng thái của Jurgen Klopp và ai đó vừa song ca cùng Mr. Siro trong một buổi phỏng vấn. Khi giành lại bóng từ một tình huống thu hồi, đội của Ralf Rangnick sẽ sử dụng hai cầu thủ chạy cánh, lập tức chạy sâu xuống dưới và người có bóng sẽ rút ngắn thời gian và không gian tấn công bằng cách tung ra một đường chuyền dài. Tất nhiên, thực tế đôi khi có thể khác vì chúng ta cần đánh giá tùy vào tình hình lúc đó. Phần thứ ba, giai đoạn tấn công. Chiến thuật tấn công của Ralf Rangnick xoay quanh những đường chuyền dọc và nhanh. Điều này cho chúng ta thấy được sự khác biệt lớn so với triết lý bóng đá của Pep Guardiola, người luôn muốn luân chuyển bóng rất nhiều trước khi kết liễu đối phương bằng những sơ hở của họ trong quá trình phòng ngự. Do đó, thay vì triển khai lối chơi tỉ mỉ, Ralf Rangnick lại muốn tạo ra sự quá tải, đặc biệt là ở những khu vực biên để làm chống biên còn lại. Điều này khá giống Chelsea của Thomas Tuchel. Thông qua việc tạo ra các cấu trúc hình tam giác và hình dạng kim cương, sau đó họ có thể chơi với rất ít lần chạm bóng và cho phép kết hợp với tốc độ cao để tạo ra một tình huống tấn công sắc lẹm. Sơ đồ 4-4-2 của Ralf Rangnick thường nổi bật với hai tiền đạo, nhưng đôi khi biến thể 4-2-2-2 sẽ giúp hai cầu thủ chạy cánh bó vào trong thành những số 10, đóng vai trò hỗ trợ cho các trung phong. Lúc này, điểm thú vị hơn nữa là khu vực hai biên sẽ bị bỏ lại và các hậu vệ cánh phía dưới được phép dâng cao. Tuy vậy, cách chơi này cần hai tiền vệ trung tâm phải thật giỏi ở khả năng bọc lót, còn Man United thì chúng tôi không chắc lắm. Tôi thích Ralf ở việc ông ấy muốn phát triển tư duy cầu thủ thay vì ép họ tập trung vào quả bóng trong chân. Tại Manchester United, bạn có thể thấy rất nhiều cầu thủ ra quyết định rất kém cỏi. Hình thái tấn công khi dâng hậu vệ biên lên cao tương tự như Chelsea hiện nay, họ sẽ khiến đối phương vất vả trong việc đối phó, vì lúc ấy hàng tấn công sẽ bao gồm ít nhất 4 người hoặc thậm chí là 5 hoặc 6 người đối mặt với hàng phòng ngự của đối thủ. Bạn sẽ thấy điều này thường xuyên khi theo dõi Chelsea và Man City thi đấu, vì nguyên lý cơ bản của họ cũng xuất phát từ triết lý mà Ralf Rangnick yêu thích. Kết luận sơ bộ, chúng tôi sẽ rút ra một vài luận điểm như sau. 1. Đây là chương trình phân tích chiến thuật tiềm năng đối với triết lý của Ralf Rangnick. Nó mô tả cách Man United có thể chơi, chứ không phải khẳng định họ sẽ lung linh như Chelsea hay Man City ngay lập tức, vì bất cứ hệ thống nào cũng cần có thời gian để hoàn thiện. 2. Phân tích này có thể không đúng với thực tế 100%, bởi chất lượng cầu thủ tại Man United dường như chưa đáp ứng tốt nhu cầu gây áp lực trong bóng đá hiện đại. 3. Triết lý của Ralf Rangnick là yêu thích pressing như Liverpool của Jurgen Klopp hay Southampton của Ralf Hasenhüttl hoặc Chelsea của Thomas Tuchel, và ông không quá tỉ mỉ với các đường truyền như tư tưởng của những người Tây Ban Nha như Pep Guardiola hay Luis Enrique. Nếu dẫn dắt Man United, chúng ta sẽ thấy có sự tương đồng về một nhánh chiến thuật chuyển trạng thái của Ole Gunnar Solskjaer trước đây.